Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game hoàn toàn mới. Tựa game này mang tên là Animal Rival Buster Simulation. Simulator, ý nghĩa là chúng ta sẽ cuộc chiến với các loại động vật, những loại quái vật và cả khủng long, những loại động vật thời tiền sử, khủng long này, tê giác này, tam giác long này, với cả loài người. Nói chung là nhiều lắm anh em ạ. Và nếu anh em nào thích mình làm video này, cũng như là thích mình ra thêm nhiều tập của tựa game Animal Rival Battle Simulator thì hãy để lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Chúng ta bắt đầu thế nào? Mình sẽ vào phần campaign hoặc là sandbox, mình chơi thế nào nhỉ? Tutorial Human này, Rise of Apple Fantastic. Ui, những loại quái vật anh em ạ. First Death Rising. Tôi sẽ chơi cái loại nào đây? Đây là người rồi anh em ạ. Đây là người rồi. Chúng ta sẽ có sandbox là cái gì? Sandbox là cái chế độ gì ta? Có chế độ là mình lựa chọn thoải mái các loài động vật trong mình bắt đầu mình chiến được không? À được anh em ạ. Ui, animal. Đây là người à? Đây là fantasy này. Mình thích khủng long anh em ạ. Tôi rất thích khủng long nên tôi sẽ sử dụng khủng long. Ui, T-Rex nè. T-Rex. Ok boy. T-Rex skin 3D. Ui, đẹp chưa anh em? Vãi nồi luôn anh em ạ. Chúng ta sẽ cho nhiều T-Rex một chút vào đây nhá. Ui, đẹp thế. Ai à? Rồi, T-Rex phải đối đầu với cái gì ta? T-Rex anh em xem có cái cặp đôi nào mà để chúng ta có thể đánh được không? Team 1 này. Carnivores. Rồi, team 1 rồi. New map. Thế ví dụ chúng ta muốn chọn team 2 thì như thế nào? Team 2 thì chúng ta đây rồi, team 2 rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ chọn cái đội nào đây? Thật sự tôi chưa biết chọn loại nào. Với hổ không anh em? Chúa Sơn Lâm đối đầu hay khủng long bạo chúa? Holy shit. Trời ơi là trời. Thế thì đánh thế nào được? Animal Tiger. Vãi lều luôn đấy ạ. Thật sự là anh định cho con hổ đánh nhau thật luôn đấy. What the hell man. Nhưng mà hổ team 2 đang khá là nhiều anh em ạ, cho một đàn hổ. Ui xôi ôi. Hổ thoải mái chứ bạn ơi. Vãi lồng đèn cao su luôn. Khủng vậy. Cho rất nhiều hổ nha anh em. Và chúng ta bắt đầu start à. Wow. Vãi nồi ơi, mình có thể xem cận cảnh được không ta? Nhưng mà nhìn trông, ui, hổ kìa. Móm hay bé bét rồi. Cuộc đời. Hổ chưa chết một con, bất kỳ một con T-Rex nào cả. Và trong khi đó thì mấy con hổ đã là tèo em hết rồi. Làm sao mà cho mình có thể di chuyển được cái này, nhưng mà mình không di chuyển được chuột anh em. Nhưng làm sao mà mình có thể là di chuyển đến camera được nhỉ? T-Rex có chết con nào anh em? Hình như T-Rex không chết con nào cả. Ui ôi ôi, chúa tể sơn lâm. Finish. Vãi lều luôn ạ. Holy shit, nhưng mà vấn đề là mình không thể nào mình có thể zoom lại gần được ấy. Tôi đang muốn zoom lại gần xem thế nào. Chim. Chim 1, chim 2. Vãi lều luôn anh em ạ. Team 2 này. Team 1 là giá của nó sẽ là 1.155. Team 2 của nó sẽ là 660 đô. 66 con. Team 1 chỉ có khoảng 7 con thôi anh em ạ. 7 con T-Rex. Ai chả, hay là mình sẽ bỏ bớt đi. Chúng ta sẽ để duy nhất một con T-Rex thôi anh em ơi. Đánh nhau với cả bầy hổ luôn. Ai chà chà. Các bạn ơi. Nhưng mình không thể nào giúp lại gần được anh em ạ. Ui dồi ôi, một mình T-Rex. Với khoảng. Ôi nó cắn con T-Rex của chúng ta. Ai à. Ôi giời, với con hổ láo thật. Ây à. 77 con hổ đấy anh em ạ. Cuộc chiến không hề cân sức tí nào. Chết. Hai đạn bầy hổ nó kinh quá anh em.
sợ quá. Nhưng mà tại sao tôi không thể nào mà giúp lại gần được nhỉ? À, có một cái gì đó nó đang bị hơi sai sai là mình không thể zoom lại gần được ấy. Rồi mình lên mạng tìm cách zoom lại gần xem. Đùa nhau à, thật sự là đùa nhau. À, cái này là cái gì nhỉ? Annival Rival Buster Revolution. Đấy. Được không anh em? À, được mà. Chúng ta có thể zoom lại gần được mà anh em. Có lẽ mình cho con này đánh với một cái con team 3 đi, nhưng vấn đề là chúng ta không team team 2 nào. Team 2 thì vấn đề là chúng ta muốn ấy camera này. Làm nào để có thể chỉnh camera xuống thấp được nhỉ? Không 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 chỉnh xuống thấp được anh em ạ. Chỉnh được, vấn đề là chỉnh được ấy. Tutorial building custom map teamwork sandbox. Cái này thì bó tay luôn rồi. Tôi đang muốn tìm các loại nút đấy. Quay lại được không nhỉ? Exit. Sandbox khá hay, phải nói khá là hay. Setting này. Movie batch unlock. À, unlock ấn tab anh em, unlock ấn tab. Ok. Control graphics, mình sẽ chuyển lên nó đẹp nhất có thể nhé. Rồi, sandbox, trở lại sandbox cái. Cái chế độ sandbox này hay thật. Mình cho con tinh tinh mà đánh nhau với con này đi thì nó sẽ hợp lý không? À, ok, chúng ta sẽ cho con, mình sẽ chọn có một con tinh tinh hay con gì đó bọ cạp này. Bọ cạp đối đầu với T-Rex Fantasy đây này. Giant này. Rồng đánh nhau với ấy được không? Weaven cho hai. Đây là người khổng lồ nha anh em. Team 2. Team 2 sẽ là một con T-Rex dĩ nhiên rồi. Ờ. Ồ đây mình ăn lóc rồi anh em ơi. Mình ăn lóc rồi nè. Mình di chuyển kiểu gì? Từ từ nha, mình đang để Việt Key phải. Viết ngay. Nên nó không thể làm mấy được anh em ạ. Đang để Việt Key. Ui nó đảo. Ui nó đảo. Đảo kinh quá. Đây. Đây nha anh em. Đấy, như thế này là đẹp chưa anh em ơi? Mình nghĩ thế là đẹp rồi đấy. Ơ. T-Rex với con này. Rồi, mình nghĩ là cái góc này là rất đẹp luôn rồi. Vãi nổi luôn ạ. Nhưng mà vấn đề là cái con T-Rex của chúng ta thì bây giờ mình muốn start thì kiểu gì? Đấy, mình khóa rồi nha. Tấn công. Ui, nó nhai đầu thằng kia luôn. Holy shit. Ui, chết luôn ạ. Holy shit, khỏe thế. Ma ơi. Này thì đánh sao? Cái thằng team 1 thì nên bỏ đi anh em. Thằng này nên bỏ đi. Ờ, mình sẽ để cho Weaven đó. Được. Fantasy. Hydra. Skin bar. Nhìn có vẻ là to như nhau anh em nhá. Được không ta? Holy shit. Ok, chúng ta sẽ để ở một cái góc nó đẹp đẹp tí, mình sẽ quan sát nó chiến đấu với nhau nha anh em. Oh my god. Nào, chiến đấu với nhau xem nào. Hydra ba đầu đối đầu với T-Rex anh em ơi. Chúng ta đang xem trận chiến. Ui ôi, nó cắn cho con kia, nó không thể nào mà cho đầu lên được anh em ạ. What the fuck, kinh thật. Xem ai sẽ người chiến thắng đây. Hydra đang có lợi thế, nó cắn cho con kia, nó không cắn nổi cơ. Nó có ba đầu anh em ạ. Nó cắn cho con khủng long bạo chúa của tôi. Trời ơi, nó cắn rồi kìa. Và chúc mừng Hydra đã là người giành chiến thắng nha. Ba đầu quái vật thì lúc nào nó cũng sẽ mạnh hơn rồi. Khủng long bắt buộc là phải thua rồi anh em ạ, không có cách nào khác.
Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye. Game hay quá.